Chào bạn, bạn có thể là chủ quán cà phê, có thể là nhà hàng, có thể là một tiệm bán hàng trực tuyến, hoặc là bạn là tiệm làm đẹp, ví dụ như spa hoặc là nail. Thì bạn luôn có cái nhu cầu là hàng hóa dịch vụ bạn nhập vào để được để dùng tính tiền cho khách hàng qua mobile POS hay là web POS. Thì bạn cũng muốn bạn có luôn một website thương mại điện tử mà làm sao đó dữ liệu bạn chỉ nhập một lần thôi, giá cả nhập một lần thôi, mô tả nhập một lần thôi, nhưng cái thông tin đó hiện đồng bộ khắp mọi nơi là tốt nhất. Thì trong quá khứ chỉ có những hãng rất là lớn hoặc là phải chi rất là nhiều tiền mới có cái system như vậy, nhưng hiện nay cái giải pháp của chúng tôi cho phép bạn làm việc đó không phát sinh thêm chi phí hàng tháng của bạn. Thì cách rất là đơn giản, bạn mua cái tên miền mà bạn thích. Ví dụ như là tôi sẽ giới thiệu một cái tiệm làm đẹp. Thì tiệm làm đẹp họ đã nhập dữ liệu vào để tính toán hàng hóa rồi. Thì cái tiệm làm đẹp của ta là Misa Spa, đây là hàng hóa của họ ha. Và cái đây người ta đang dùng cái là web POS, thì hàng hóa người ta nhập hết rồi. Bây giờ người ta muốn có website thương mại điện tử để hiện đồng bộ tất cả các thông tin người ta đã nhập như thế này lên website thương mại điện tử ha. Thì cách làm là người ta mua một cái tên miền mà thích, người ta thích. Ví dụ trong trường hợp này tôi đang dùng cái tên miền là My Life Spa. Sau đó bạn chỉ cần cấu hình DNS để nó chỉ vào cái IP này. Nếu mà bạn không có chuyên môn trong lĩnh vực này thì bạn nói cái bên bán tên miền này, người ta cấu hình giúp bạn luôn ha. Việc rất là đơn giản. Sau đó bạn báo cho chúng tôi cái tên miền của bạn là gì. Chúng tôi cần biết cái tên miền của bạn là gì để nó gán cái đó cho cái store của bạn thôi, cho cái kho đến server của bạn thôi. Việc rất là đơn giản. Sau khi tôi gắn xong thì bạn có ngay website thương mại điện tử và dữ liệu bạn như đã nói là đồng bộ hết thông tin hàng hóa, dịch vụ, giá cả cho cả web POS, mobile POS, trang hàng hóa mà khách hàng bạn nếu họ dùng app họ có thể thấy và đặt hàng ấy, nó cũng cùng một thông tin đó và cả website thương mại điện tử. Thì giờ tôi sẽ minh họa cả hai bước này ha. Thì tôi mua cái tên miền của tôi là đây là cái chỗ mà cấp tên miền á, quản lý tên miền là bạn cứ tưởng tượng như vậy ha. Giao diện nó sẽ khác nhau. Nếu mà bạn mua tên miền của hãng khác từ hãng khác, ví dụ My Life Spa, tôi khai cái IP này ha. Rất là đơn giản, My Life Spa. Sau đó sau khi khai xong thì tôi chỉ báo báo ví dụ mình là cái tiệm làm đẹp thì mình báo với tôi này là mình vừa mua tên miền này và mình vừa khai xong IP này. Thế thì bên mình sẽ gán cái tên miền này vào cái kho trên server của bạn. Công việc nó chỉ diễn ra trong vài vài giờ đồng hồ thôi. Sau đó bạn có website thương mại điện tử như thế này. Mình có vài mẫu website thương mại điện tử, đây là một mẫu thôi. Website thương mại điện tử. Tức là cái thông tin gì ở bên đây nó sẽ hiện đồng bộ với bên kia. Thì như đây là cái dịch vụ là chăm sóc mặt ha. Thì bên đây nó cũng sẽ có dịch vụ chăm sóc mặt. Đây, dịch vụ chăm sóc mặt nó hiện ở đây ha. Ví dụ như là ở đây là giá 600 ngàn. Thì ở bên này là 600 ngàn này. Dịch vụ này là 410 ngàn này. Ở đây nó cũng là 410 ngàn này. Ví dụ như trên trang web thương mại điện tử này có người họ quyết định mua một cái lọ nào đó ha. Thì đầu tiên người ta phải log on. Người ta log on thì nếu dùng số điện thoại làm tài khoản luôn và mình đang nhập xong á, cái mình có thể mua hàng hóa, ví dụ như là mình có thể xem được hàng hóa này ha, như vậy là mình add vô cạc, nó tăng số 1 ha. Rồi mình quay lại ở đây nó có category, nếu mà mình muốn lọc theo cái category thì nó lọc ngắn hơn á, như là mình mua bộ nó lọc lại cái dữ liệu thuộc category đó ha. Ví dụ tiếp theo mình mua cái lọ này, add to cart, vậy là mình có hai item á, cùng thanh toán trả tiền. Thực ra là hiện tại ở Việt Nam mình thì cái đơn hàng nó sẽ vào vào cái bên POS này, còn khi giao hàng xong thì mới kết thúc được quá trình mua hàng á. Ví dụ mình có thể thêm số lượng gì đó ha. Proceed checkout, thuế. Nếu bạn khai hàng là
giá là đã có thuế thì nó không có tính ngược cái phần thuế này ha. Rồi bạn có thể khai cái đây cái công ty này nó đang khai là hàng hóa này là giá có thuế đó, cho nên cái phần này là trích ra nộp nhà nước, còn bạn chỉ trả cái giá này thôi. Giá bạn nhìn thấy trên internet cũng là giá bạn phải trả. Còn cái phần thuế thì nó tính ngược lại ha. Ví dụ như mình check out. Check out thì nó cần một số thông tin, ví dụ như để chỗ mà để giao hàng á. Ví dụ như như là khoảng bật tiếng Việt cho nó dễ hơn. Phòng 401 là vì vậy ha. Số 4 không lại là người ta hay đặt hàng như vậy ha, để cái có cái thông tin giao hàng rồi. Và cái đơn đặt hàng bạn vào đâu, cái đơn đặt hàng bạn vào đây này, đây là cái POS mà cái người chủ tiệm họ có thể để cái máy tính ở trước mặt ha, có thể dùng mobile POS cũng được. Thì cái đơn hàng bạn vừa mới đặt á, nó sẽ chạy vào cái giao diện này. Bạn chờ tí này, bạn lúc nãy bạn không để ý, nãy nó là số 35, bây giờ là số 36 á, tức là những cái đơn hàng đang chờ giao. Thì cái đơn hàng này vừa đặt vào này, bạn có thể bắt đầu cho người đi giao hàng. Sau khi giao hàng xong thì bạn proceed cái đơn hàng này là đã xong á. Đơn hàng người ta đặt bên kia nó sẽ vào đây này, nhưng mà hiện tại là người ta mới là một cơ hội, người ta muốn mua hàng thôi, nó chưa có kết thúc. Nếu mình giao hàng không thành công thì mình hủy nó đơn hàng đi, mình cứ xóa cái đơn hàng bình thường. Còn nếu mà giao thành công thì bạn sẽ chuyển cái đơn hàng này qua thành thu tiền được. Bạn sẽ tính tiền ở đây rồi play in bill ha. Ví dụ như mình giả sử đã thu tiền thành công đi. Đối với cái việc giao hàng này thì bán hàng online thì nó sẽ không cần gán cái người thợ làm á. Còn nếu mà dịch vụ tại chỗ thì mình gán người thợ để cho đôi khi còn chia tiền công với người thợ á. Ví dụ mình gán cái customer này là Quang á, chính là mình á, cái số điện thoại 0913606321 nãy mình nhập á. Mình chọn á. Thì người này nếu họ có pawn cái thứ thì có thể trừ, nếu bạn không muốn trừ thì thôi. Cái loyalty pawn ấy, tức là mình muốn lôi khách hàng lại bởi cái loyalty pawn người ta, nếu người ta có coupon thì nó sẽ hiện sẵn lên đây gán trước cho họ. Nếu họ có voucher mà no name, là chưa có tên ấy, tức là cái voucher in ẩn danh ấy, người ta cầm theo hoặc người ta gửi cho mình thì mình scan thì mình giảm trừ cho họ, còn nếu không có thì thôi. Ví dụ như vậy tổng số tiền là 2 triệu ấy. Ví dụ người ta thanh toán là 2 triệu. Nếu mà người ta thanh toán cao hơn thì là cái số này nó sẽ được đưa vào tiền tip, tại vì review mà nghe cái nó kêu cái chinh không, tại vì là cái mình đang dùng cái bản mobile của người trưởng cửa hàng đứng ngay bên cạnh cái máy tính này, nên khi cái đơn hàng nó vừa kết thúc á, là nó báo điện cho cái người khách hàng ấy, nên cái điện thoại mình để bên cạnh nó kêu cái chinh. Rồi tóm lại là vậy, có nghĩa là bạn sẽ có ngay một website thương mại điện tử. Mình có mấy mẫu website thương mại điện tử chứ không phải chỉ một website này ha, nên tùy theo khách hàng có thể chọn. Nếu mà bạn muốn hoàn toàn khác nữa thì bạn có thể trả tiền để cho mình customize theo ý của bạn. Còn đại khái là nó sẽ sinh ngay cái website thương mại điện tử như vậy. Mọi hàng hóa bạn nhìn thấy ở đây đồng bộ hết, bạn chỉ cần nhập một lần hay bạn đổi giá ở kho, ở cái giao diện trung tâm thì tất cả mọi nơi đều cập nhật theo ha. Rồi cảm ơn bạn đã theo dõi.